Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Hôm qua chiến đấu căng quá mà cái áo giáp của mình nó nát bét hết trơn rồi. Cái mũ tí xíu nữa là đi đứt rồi đó. Hên là vẫn còn cơ hội để mình sửa nó lại. Bây giờ mình sẽ dùng những cái quyển sách sửa chữa còn lại của mình, 7 cuốn thôi. Sẽ ép vô tất cả các bộ phận ha, trừ cái ủng ra. Tại vì cái ủng của mình nó đã kiểu như là không bị hư á, nên mình sẽ không có ép vô, mà mình chỉ ép vô nón, áo dưới quần thôi. Rồi, lần lượt nha. Nón trước nè, nón là nát bét lắm. Rồi tới áo. Đây. Và cuối cùng là một cái quần. Thế là xong cái vàng giáp rồi. Mình có một cái totem thời gian khá là xịn, nhưng mà nó chưa được ép sửa chữa nè. Mình cũng cho nó sửa chữa luôn, tại vì đây là cái totem cho phép mình kiểu như là có thêm cơ hội làm lại nè, và còn ngưng động thời gian khi mà mình sử dụng nữa, nên rất là tiện ha, phải sửa nó lại luôn. Rồi, giờ thì set đồ của mình đã có dòng sửa chữa. Chắc bây giờ thì mình sẽ vừa đi khám phá và vừa sửa lại cái set đồ của mình luôn ha. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng thực hiện một cái thành tựu nữa bên thế giới Abyss, đó chính là chế tạo ra cái The Abyss End. Cái này thì nó khá là khó ha. Đầu tiên là mình phải đánh một cái con boss tên là Roka để lấy cái sừng của nó, bẻ sừng nó ha. Bên cạnh đó phải nhặt những cái lá thư nè. Cái này thì phải tìm ở bên thế giới Abyss lúc mà đi khám phá đấy. Ok, nói chung thì cũng phụ thuộc vào nhân phẩm khá là nhiều đó. Mong rằng hôm nay sau khi ép full dòng sửa chữa, rồi ép vô cả totem luôn, thì mình sẽ may mắn hơn và có thể dễ dàng tìm ra những thứ mình mong muốn ha. Còn bây giờ thì đi thôi nào. Ê, nhưng mà khoan, sao zombie Batman lại lạc trôi đây? Ui ui ui. Ủa sao tôi nãy tự nhiên có một anh zombie Batman lạc trôi đâu á? Anh có qua đây chưa? Khó hiểu thiệt, đâu ra anh zombie Batman vậy? À mà quên, cái cánh cổng này nó đưa mình xuống hang. Cánh cổng này lại đưa mình. Là sao? Ok. Sao bây giờ nó mọc tùm lum cánh cổng hết trơn vậy? Khó hiểu thiệt á. Đồ đây thì mình lướt sạch rồi. Để mình coi có cánh cổng nào đưa mình. Trời 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 ơi, giờ nó đưa mình tới đâu nữa đây? Khó hiểu nha. Thôi chắc bây giờ mình đào lên trên thôi, chứ bây giờ mấy cái cổng nó kiểu bị dính lại với nhau rồi á. Dịch chuyển tới dịch chuyển lui mà vẫn có ở chỗ hả? Buồn cười thiệt chứ. Thì một lúc thì cuối cùng cũng gặp cái tên boss Roka rồi. Con này 200 máu. Ủa chết, tụi mình đánh nhầm kiếm rồi. Oh no, thiệt luôn. Định cho nó thể hiện một xíu mà mình quýnh lộn kiếm. Quýnh bằng cái kiếm Ultimate Black nó đi luôn rồi. Buồn hiu luôn. Rồi nó cũng có rơi ra cho mình một cái sừng ha. Và mình cần phải có thêm những cái lá thư này nè. Và chỗ xuất hiện boss thì nó cũng có xuất hiện thêm những cái lá thư luôn. Ui. À mình phải hái từng cái hả? Ui, mình hái vô một phát mình dính cả đống hiệu ứng xấu luôn kìa. Hồi nãy mình thấy đâu bên đây còn đúng không ạ? Đâu rồi ta? Tôi thui, tôi thích không có thấy đường. Hồi nãy mình thấy nó chớp chớp. Cái này khá là dễ nhận biết á, nó chớp chớp đây nè 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 nè. Hơi khó phát hiện nhưng mà dù sao nó cũng chớp chớp để mình thấy dễ hơn. Rồi mình có được hai cái rồi. Còn chỗ nào gần đây không? Đây 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 đây, đây cái thứ ba luôn. Ba cái khác nhau. Hình như cái này là nó không bắt buộc là giống khác hoàn toàn sao, giống cũng được hay sao ấy. Đặt theo công thức như vậy. Đó là mình được một cuốn sách. Nó ghi cái chữ gì mình cũng không biết nữa, nó nhảy liên tục mà. Thôi, cuốn sách này thì cuốn sách này mình đừng có đọc nha, mình mà cố gắng đọc là mình bị say sẩm trong mặt buồn nôn đó. Đừng 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 vội đọc nó, đừng vội đọc nó. Ở bên đây vẫn còn một cái lá thư nữa nè. Lượm luôn.
Ui, mình xài cái cuốn sách này có ngày hồi chóng mặt ngủm quá. Và mình còn phải tìm thêm cỡ ba cái nữa để làm ra cái Abyss End ha. Vậy là phải tìm thêm một vài cái con Roca Bot thôi. Lúc đầu á, mình cứ tưởng cái này là cái chỗ để mình hái cái lá thư không mà, nhưng mà không, cái này là một cái cây bình thường thôi. Nó không có chớp chớp ha. Bây giờ tìm cái con Abyss End nó mới mệt nè. Cái này là tương tự cái hồi nãy. A few moments later. Đi rồi, cuối cùng cũng gặp em ấy đúng kiếm chứ ta. À đúng rồi, lần này thì mình sẽ quýnh nhau một một với cái con Roca này ha. Tìm nó hơi bị lâu luôn đấy. Ui, và có vẻ con này đánh thì nó cũng ở sức mạnh tương đối thôi ha. Một đánh của nó có thể là lấy đi nửa trái tim của mình khi mặc full full giáp nè. Và mình sẽ tiễn nó đi thôi. Con chó sói này cũng định đánh hội đồng mình nữa. Rồi, và nó lại cho mình thêm một cái Roca Horn nè. Cái này thì ngoài làm ra cuốn sách chữ tùm lum tà la thì nó còn làm được một chiếc nhẫn ha, cho mình khả năng bảo vệ siêu cấp luôn, Ultra Protection. Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy fan. Rồi ngoài ra thì còn món làm được món nào khác không? Hết rồi, nó chỉ làm được cái nhẫn từ bốn cái sừng hả? Ở đây 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 còn mấy lá thư luôn, lụm luôn. Tới công chuyện liền, mình còn thiếu mấy cái ta, còn thiếu ba hai cái nữa, hai cái nữa, đây một cái nữa, lụm rồi, một cái cuối cùng, một cái cuối cùng. Yes, có luôn. Như vậy là mình đã có đủ bốn bốn cái để làm ra một cái công thức cuối cùng. Cái này tên là ủi, lộn 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 thành tựu lộn nhiệm vụ. Đây, Abyss End á, The Abyss End. Mình sẽ đặt nó vô bàn chế tạo theo công thức là sách giữa và bốn cái lá thư ở xung quanh. Thế là mình đã được cái Abyss End rồi. Cái này thì nhìn sơ qua nó khá là giống cái mắt mắt Ender á. Rất là giống luôn á. Và nó đã cho mình cái thành tựu chưa? Ồ, có vẻ là cái thành tựu bước vào Abyss á, mình không có chú tích nên nó không cho mình nhận đồ bên đây hay sao ấy. Và kệ đi, mình chủ yếu là làm thành tựu không cần phần thưởng luôn, chơi dân chơi hệ hệ bất cần phần thưởng ha. Sao mình nghe tiếng xèo xèo vậy á? Và cái này theo như mình biết thì mình có thể triệu hồi nó ra một cái con boss khủng hơn bằng cách cho nó xuống dưới này ha. Và đây hình như là con boss hay sao nè, nó đang nói chuyện với mình kìa. Mình sẽ có hai lựa chọn. Cái gì đây? I have been trying to claim the Abyss myself for 5.000 năm. Bây giờ là thời gian để get what it might. Will you help me to destroy the Abyss? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bạn sẽ giúp ta kiểu như là phá hủy cái Abyss này. No. Tôi sẽ tiêu diệt bạn. Còn này là yes, ta là vua, ta sẽ giúp ngươi. Mình là người chơi hải chiến, chắc mình sẽ tiêu diệt con boss này luôn. Mình người chơi hải chiến mà. Kill you. Khi mình chọn thì nó sẽ cho mình một cái vũ khí nè. War Tab. Đây đây là bạn đồng hành của mình hay sao á? No, no charge. 1.000 máu quá. Ui, anh bạn này 1.000 máu nè. Anh bạn này thì chỉ có 150 máu thôi. Đi gặp con dòm bài này. Còn trong đây còn một anh bạn đang bị mắc kẹt trong độ cây nữa. Marcus. Hình như lúc trước mình từng giúp Marcus một một vài lần hay sao nè. Ui, tự nhiên người ta xuất hiện ở chỗ đàng hoàng đẹp đẽ. Mấy thanh niên này xuất hiện dính lên độ cây à. Sợ thiệt. Mình không có mang theo cây rìu. Hồi đó cứu xong một anh rồi đó. Cái này là Carlos. Đó, xuống dưới đi mấy anh trai à. Boss nó tới bây giờ nè. Ripper. Ripper đi chỗ khác. Ủa, rồi đâu rồi? Rồi con boss đâu rồi? Cho mình bạn đồng hành, bạn chiến đấu rồi. Ủa, hay là mình phải đánh thanh niên Nosaji này ta? Không, cái này là bạn rồi, không có đánh mình. Chắc
là con boss nó đang núp ở đâu ấy. Hay là mình phải sử dụng cái gậy này ta. Chính xác. Ôi nè 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 nè, boss xuất hiện rồi. Bạn đồng hành của ta, tiếp ta Shiva. Vô chiến đấu nào. Bây giờ mình và những người bạn mới quen này sẽ cùng nhau hợp sức chiến đấu ha. Mình phải dùng nhẫn hồi phục lại. Con boss này tới 1000 máu lận. Ui, đồng hành cùng nhau chiến đấu nào. Lần này đánh nhau mình không cô đơn đâu, mình có bạn nữa. Ui, mấy con boss này mạnh quá, mình phải ăn táo vô thôi. Đúng rồi, chia ra đi, mình một con, mấy anh bạn này một con. Tại vì tới 2 con Ruka boss lận. Có vẻ là nó đang tập trung nó đánh mình không à. Mình phải vừa đánh và vừa hồi phục ha. Mình đánh được phân nửa máu của một con Ruka rồi nè. Có tới 2 con Ruka giống nhau luôn. Hồi phục tiếp. Ăn thêm táo nữa. Rồi tiếp tục trận chiến. Tại vì đây là thành tổ bên thế giới Abyss nên mình sẽ không lạm dụng sức mạnh của thanh kiếm Ultimate nha. Cho nó công bằng một xíu. Nói công bằng thôi chứ một hồi mình mà ăn hành quá là mình sẽ lấy kiếm Ultimate ra đó. Đúng là con trai Mình của giả bộ công bằng thôi. Rồi. Để mình coi coi đến phút chót thì cái con Ruka boss này nó có xuất tiệt chiêu cuối không. Không thì mình sẽ dùng kiếm Ultimate để kết thúc nhanh trận chiến nè. Những anh bạn này đánh không không thốn máu con boss nổi luôn á. Nãy giờ còn một mình đánh không à. Yes, xong được một con Ruka rồi. Nó rơi ra cho mình kinh nghiệm với các thứ ha. Còn một con nữa thôi. Ồ, dạ. Ăn tìm táo vàng. Rồi, giờ cho mấy anh bạn này sửa đẹp con cuối cùng đi. Mình sẽ có nhiệm vụ là quan sát thôi. Để cho anh bạn Saji gì đó, No Saji, 1000 máu đánh nhau với boss ha. Ui, anh này cầm cái kiếm nhìn có vẻ xịn lắm á. Đánh đi, mình sẽ thu hút sự chú ý của nó. Tại vì nó đâu đánh mình không mà, nó không đánh mấy cái anh bạn này nên mấy anh bạn này khá là an toàn ha. No Saji đánh thoải mái luôn kìa. Cầm kiếm mà phang nó đi. Mình sẽ đánh tiếp. Rồi, kết thúc đi. Cho mấy anh bạn này làm việc. Chuẩn bị. Boom. Những người bạn mới của mình khá là tốt ha. Giúp mình đánh bại 2 con boss. Con đó tên là gì ta? Ruka luôn. Nhưng mà một số người bạn khác thì lại không chịu chiến đấu. Anh đó mình cứu trên cây xong rồi không chịu chiến đấu luôn. Bạn bè như cái quần đùi. Không giúp nhau gì hết. Rồi, sau khi đánh boss thì mình được 2 thanh kiếm Abyss nè. Ồ. Cái thanh kiếm Abyss này còn mạnh hơn thanh kiếm Kanai nữa. Bình thường nó đã 20 sức tấn công rồi. Chắc mình về mình ép cho nó thêm sắc bén là nó cực kỳ mạnh luôn đấy. Nè. Quá ngon. Đánh boss cũng có cái lợi ha. Rồi, và anh bạn No Saji thì hình như không có đổi đồ với mình được. Ủa, còn mấy cái lá thư, mấy cái này mình có lấy được không? Ơi. Ô. Ôi, mình lỡ ấn vô cái gì rồi? Ôi, mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu vậy? Mình đang lơ lửng nè. Con nhân vật mình nó đang bay nè. Ui, đây là đâu vậy? Sau khi đánh boss xong mình ấn vô cái cột mà con boss nó tạo ra thì mình đã đi tới một cái vùng đất gì rồi. Nó sâu vô tận luôn, mình không thấy đáy luôn nè. Ui, hình hay là mình bước vào hố đen rồi, đang thui thù lùi nè. Ui, mình còn triệu hồi được boss nữa, thôi, không đánh nữa, cho tôi về. Mình cần về nhà để mà còn đi khám phá chứ. Không. Đây là cái giá phải trả khi mà mình tiêu diệt cái con boss đó hay sao? No 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 no. Không vui nha. Mình thử mình cắm đầu xuống dưới coi. Bây giờ mình không biết mình đang cắm đầu hay là mình bay lên trên nữa. Tại vì mình không có thấy đáy. Why? Worker gì kìa, mình được một cái thành tựu kìa. Bảo vệ The Abyss. À, mình được cái thành tựu là bảo vệ xong thế giới Abyss rồi hả? Ủa gì rồi giờ ai bảo vệ mình? Ai đâu nghe cứu mình đi, đưa mình về với. Ủa mình thấy cái gì cơ? Ô, mình bắt đầu thấy cái gì ở dưới rồi cơ. Nấm hả? Ở dưới đây hình như là tới đáy rồi.
Đằng kia còn có cái gì nữa cơ? Yay, được về rồi. May quá, mình ấn vô cái gì vàng vàng á, mình được về nhà rồi. Ui, sợ thiệt chứ. Thôi, tởn rồi, không chơi nữa, đi về. Trời đất ơi, mình đánh xong bot á, mình đụng vô cái cột là mình dịch chuyển tới một cái chỗ gì đó đen thui thù lùi à, không khác gì hố đen luôn. Hú hồn chim én. Hên là mình vẫn còn về được nhà ha. Để bây giờ mình về nhà mình còn chuẩn bị cho một số công cụ khác nữa. Tại vì hôm nay sẽ là ngày mình phá đảo tất cả các nhiệm vụ còn lại trong cái chuyến khám phá lần này á. Vì cái cây gậy chiến tranh này nó rất là nguy hiểm, thế nên mình cần phải phong ấn nó lại ngay đây. Đó. Ơi, mình phong ấn mà. Đừng 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 đừng. Trời đất ơi. Ui, phong ấn kêu mình là chết rồi. Mình phong ấn xong nó tạo ra nguyên cái cột. Cái này mình đập được không? Không thể đập được luôn. Rồi luôn. Tự nhiên ngay giữa đường mọc ra cái cột. Quải đạn thiệt. Bô tài luôn á chứ. Rồi, và cái kiếm này tuy là nó 20 sức tấn công nhưng mà mình còn có thể cường hóa nó lên được. Để mình thử coi. Đánh bật lùi. Thử coi. Đánh bật lùi nhặt 3. Ulysses Ben. Cộng 10 đam cho những cái con cướp dân làng luôn hả? Ui, cái kiếm này mà đánh cướp dân làng chắc là mấy tên đó chạy không kịp nè. Được được được, khá là ngon đấy. Và trong ngày hôm nay thì để mình đi tìm những cái con boss bên thế giới cánh rừng hoàng hôn. Hình như là mình còn ba con boss Ergasna, cái con Alpha Yeti và nữ hoàng mình chưa có cà khịa. Để mình qua bển mình cà khịa cho đủ các con boss luôn đi. Chứ mình cà khịa một vài con mà không cà khịa mấy con còn lại thì nó phân bì á. Mình khá là công bằng với tất cả các con ha. Nên hôm nay quyết định là mình sẽ trở lại đây để cà khịa nốt luôn. Đầu tiên thì chắc mình sẽ đánh coi coi. Mình sẽ đánh con Urgat trước đi. Tại vì hình như là mình có thể bước lên phía trên của cánh rừng bóng tối rồi. Đây đây đây. Vùng đất. Ủa cái gì? Vùng lá mà bị cháy xém là gần gần tòa tháp của con Urgat đấy. Đó, gặp được tòa tháp nó rồi. Và con Urgas thì nó có khả năng khóc và rơi ra những cái hạt nước mắt khổng lồ gây được rất là nhiều sát thương. Thành thử ra mình sẽ tiêu diệt nó nhanh chóng để hạn chế cái việc áo giáp mình bị hư. Tại vì hồi nãy mình đánh nhau một chút thôi mà cái nón của mình nó hư nát bét rồi. Nên đánh với cái con Urgas này sẽ rất là dễ bị hư, mất cái nón xịn của mình. Đau đau. Bé Urgas đâu rồi, xuất hiện đi cưng. Rồi rồi rồi. Anh sẽ tiễn cưng đi một khúc nha. Đừng có khóc nha. Đừng có khóc nha cưng. Đừng có khóc nha cưng. Đấy, mình làm một phát một Urgat đi ngọt xớt luôn, không có khóc. Thương lắm mấy 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 cho một mũi tên ultimate đó nha. Rồi, lâu lâu cho cung ultimate tới hẹn á. Và mình sẽ lấy nước mắt của Gas để mình. Ôi dồi, làm đồ mắt lắm á. Làm đồ cũng được nhưng mà hơi 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 tốn thời gian farm nước mắt. Ok, vậy là xong bé Urgat rồi. Giờ thì tiếp theo là cái con Alpha Yeti. Alpha Yeti thì chắc mình sẽ đánh nó bằng cái kiếm Abyss này đi. Để mình test thử coi coi nếu mà mình không cường hóa thì mình đánh nó có thốn hay không ha. Nhìn cái kiếm này cũng rất là lực á. Tới luôn, tới luôn. Tính ra lần này mình khám phá bên cánh rừng hoàng hôn rất là may mắn ha. Đi loay hoay là gặp chỗ boss liền à. Rồi, và mình sẽ test trước trên đàn em của những cái con này coi coi. Ui, một hit dẫn đi nha. 20 sức tấn công có khác. Và mỗi lần mình đánh á thì để ý là nó sẽ dính rất là nhiều hiệu ứng luôn. Chậm rãi, mù quáng, đọc các thứ tài le học mê hết. Tính ra đây là một trong những cây kiếm tuy mà không được ép sắc bén nhưng mà có thể đánh rất là mạnh nha. Mạnh hơn cả cây kiếm chiến binh luôn. Đấy, mình đánh nên nó dính hiệu ứng xấu luôn. Quá dữ quá dữ. Tiễn tiễn con boss này đi một sải cho nó không được thể hiện luôn, cho nó không thể hiện luôn. Đó, nó bị yếu đi rất là nhiều rồi. Ôi, nó ẩm mình, nó ẩm làm
giết nó nè. Yes, thế là mình đã đánh bại được con boss Yeti rồi, trong phút chốc thôi. Quả thật đây là kinh kiếm có thể nói là mạnh nhất Abyss được chưa ta? Hồi nào sớm mình quên đem theo cuốn sách mình coi coi, chứ mình thấy sơ qua cái kiếm này 20 sức tấn công lắm á, không phải dạng vừa đâu. Và bây giờ còn có anh cái trophy của con Yeti nữa nè. Nó và bơm băng hả? Thôi bơm băng mình sưu tầm đi, chứ dù mà ổn lắm nó sẽ tạo ra cái trái bơm mà mình chọn phát là đóng băng cái địch đó. Mình biết công dụng rồi nên mình sẽ không có dùng đâu. Để mang về sưu tầm cho nó ok hơn á. Giờ thì còn ai ta? Vậy là còn nữ hoàng. Yes, nữ hoàng băng nữa thôi. Sẵn tiện đang ở vùng băng nè, mình lên đó mình tìm luôn. Nữ hoàng băng ơi, nữ hoàng băng. Đây 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 đây. Không biết sao mình có cảm giác là mình khám phá bên thế giới cánh rừng hoàng hôn nó lại may mắn hơn là những cái thế giới khác nha. Mình rất là dễ tìm được những cái công trình boss luôn, không giống như là thế giới Abyss hay là những thế giới khác. Rồi, và thường thường thì nữ hoàng băng sẽ nằm ở trong một trong hai tòa tháp cao này. Mình sẽ thử vận may thôi, đào tòa tháp bên đây trước. Thông thường là vậy. Hy vọng là lần này mình sẽ đoán chính xác á. Rồi rồi, hy vọng là đúng. Gần tới chưa? Úi, lâu vậy? Chính xác rồi. Hello nữ hoàng băng. Hello. Mặc dù nữ hoàng nhưng mà không có nể đâu nha. Nữ hoàng ấy, sao nữ hoàng không có cái lớp băng bảo vệ? Rồi, nữ hoàng không có lớp băng bảo vệ thì nữ hoàng tuổi tép nha. Mình đánh nữ hoàng xong nữ hoàng bị mù quáng hết nên thành thử ra là không biết ai đánh, thế nên là không có đề phòng và tạo ra lớp băng bảo vệ ấy. Đó chính là sức mạnh của thanh kiếm Abyss này nè. Công nhận cái hiệu ứng mù quáng nó lợi hại ghê luôn á. Giống như lúc mà mình khám phá bên thế giới Abyss mình bị mù lòi vậy đó, mình không có thấy đường mà chiến đấu đâu. Bên cạnh đó thì nữ hoàng cho mình cây tri-bow. Tri-bow là cây cung bắn một lần ra 3 mũi tên á. Nè nè nè, mình dương mình bắn thử nè. Đó, nó ra lần 3 mũi tên luôn, thấy chưa? Quá xịn. Nhưng mà mình có thể lượm lại được một mũi tên thôi. Lừa đấy, hai mũi tên kia là lừa đấy. Rồi giờ tìm cái lỗ để mình chui ra coi. Cái lỗ cần lắm cái lỗ. À đây đây đây, lỗ đây. Vậy là cơ bản mình đã đánh xong những cái con boss có thể làm hại mình rồi. Giờ thì còn hai anh bạn người khổng lồ, nếu mà mình may mắn thì chắc mình cũng có thể tìm được á. Để mình thử dòng mai nha. Mình đi vòng vòng mình tìm mấy anh bạn đó coi coi. Tại vì tưởng tượng mấy anh bạn đó có hình dạng nè, rồi vẻ ngoài nè, y rang mình luôn. Khác mỗi kích thước thôi. Mình là phiên bản minimum. Phiên bản nhỏ xíu, còn mấy anh đó là phiên bản siêu to khổng lồ từ mình á. Thường thường thì mấy anh đó sẽ nằm ở cánh rừng gai góc. Để mình đi tìm cánh rừng gai góc trước cái đã, thì may ra mới gặp mấy anh đó được. Không biết là tại mình dồn hết nhân phẩm vô mấy cái công trình lần trước hay sao ấy. Nãy giờ đi tôi đều muốn mỏi chân luôn ấy. Nhưng mà mình vẫn không có gặp được cái cánh gừng gai, rồi sau đó tìm ra cái đám mây mà anh khổng lồ sống ấy. Tại thường thường anh ấy sẽ sống ở trên đám mây tít trên trời á. Khổ ghê luôn. Giờ thì mình đã rất là vất vả để tìm anh ấy mà không có thấy nè. Hy vọng là mình sẽ băng qua cánh đồng bằng này rồi tới một cái cánh gừng gai gần nhất ha. Giờ phó thác cho nhân phẩm thôi. Mà giờ toàn cây không thường không mà. Xác suất gặp được cái cánh rừng gai đó có vẻ khó đây. Tại vì lúc đầu á, tới giờ mình khám phá mình không có khó phát hiện ấy chứ. Ví dụ mà như cái chỗ của nữ hoàng băng đi, lần trước mình khám phá mình có gặp vùng tuyết rồi. Thường thường kế vùng tuyết là vùng băng á, nên mình men theo cái dấu vết đó mình đi được. Còn lần này là mình không có một chút manh mối gì luôn. Đó, thế nên là cái việc tìm chắc có vẻ khó hơn rất là nhiều đây. Thôi, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Tại vì mình lỡ tìm nãy giờ rồi. Bây giờ mà mình bỏ cuộc là mình sẽ phí thời gian á. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình sẽ đi tìm một lúc nữa. Mong rằng mình sẽ sớm gặp được ha. Ê, tới chưa? Hình như tới rồi nè. Yes, cuối cùng thì cũng tìm ra rồi. Đây đây đây. Để á, thường thường ở dưới này nhìn lên trên cao là sẽ thấy cái đám mây nè, cái đống đất để trồng đậu thần ấy. Thời tưới cản đâu có kịp.
Để chuẩn bị coi coi mấy anh khổng lồ có gai khỏe không ta. Ừ. Cúc Hà, ê mấy anh kìa. Ủa sao sao, sao bây giờ bố anh như vậy? Bắn anh này một cái thước. Hello, anh này cầm cúp hả? Hình như chưa nhau nha, còn những anh cầm kiếm hay sao ấy. Và mình bắn 4 lần như vậy là đi một anh. Ê, cướp cái cúp khổng lồ kìa. Xin nha, xin nha. Thêm anh này nữa. Ui ui ui, có một anh phiên bản cường hóa hay sao kìa. Bên ngoài lấp lánh kìa. Ghê đấy. Và cái cung của nữ hoàng cho mình bắn cũng ok lắm á. Anh khổng lồ này mà mình bắn 4-5 lần là chết rồi nè. Cực im luôn. Headshot nè, bắn lần hai anh luôn cho máu. Ủa sao không có anh cầm kiếm ta? Để mình xíu, mình chạy qua đây mình coi có anh cầm kiếm không. Thường thường phải có anh cầm kiếm mới chuẩn bài. À kìa, anh cầm kiếm đây rồi. Đâu kiếm không anh? Đâu kiếm nè. Cô kiếm em ảnh. Mình kiếm mình hơi bị xịn nha. Đó, mình đánh xong là anh này anh bị mù lò nè. Bị cháy nè. Chậm chạp nè, độc quy đời nè. Quá trời hiệu ứng rồi. Anh chịu sao mà nói. Mấy anh vô đâu kiếm không? Một mình đấu kiếm với cả đống anh luôn. Vô. Đấu kiếm nè, chấp hết luôn. Ê, mình lấy cây kiếm xong mình chuồn mới được. Xong rồi hỏi thăm sức khỏe mấy anh đủ rồi. À, coi nhà cửa mấy anh sao. Ui, nhà cửa to mà không có đồ trơn mấy anh, sập sệ quá. Có cần em cho anh ít tóc vàng chơi không? Này, cho anh trái nè. Lấy cho mọi người trái nha. Chia ra mà ăn đi nha. Cái này chắc đủ nhét kẻ răng mấy ảnh. Thôi, tạm thời thì mình lấy được cây cúp rồi. Mình sẽ đi xuống dưới ha. Thông thường thì ở phía dưới đảo mây á là sẽ có một cái vùng, à không, chính xác hơn là một cái hang động cho mình những cái cục hắc diệm thạch khổng lồ, và mình sẽ dùng cây cúp khổng lồ để đập nó ra ha, mang về một phần thưởng giá trị không kém. Đây, nó nằm ngay đây luôn nè. Cục này hơi bự nha, mất khá là nhiều thời gian để đào đó. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng ngồi kiên trì đào bể một cục để mình khai thông lối đi xuống dưới ha. Và thông thường thì dưới này nó sẽ có một cái hạt. Cái hạt này người ta gọi là hạt đậu tiên hay hạt đậu thần gì đó. Nghe tới tiên hay thần là hiểu, đủ hiểu cái đủ hiểu là nó bự hay không rồi ha. Đây nè, Magic Pin nè. Đấy, mình cần cái này. Ngoài ra nó còn cho mình một cái Lamp of Cinder nè. Rồi, lúc trước á thì mình cứ tưởng Lamp of Cinder này là cái đèn thần thôi, là có thể triệu hồi cái thần đèn á, nhưng mà không, mình đang nghĩ sai về nó rồi. Bây giờ để mình đi lên cái đã. Mình được một số bạn chỉ cái công dụng của cái Lamp of Cinder này á, đó chính là phá hủy cái lớp gai của cái cánh rừng này nè. Nếu như mình không có khả năng bay á thì mình sẽ dùng cái Lamp of Cinder này đó để mình đốt nữa. Lúc đó thì mình có thể đi vô mà không có sợ bị gai đâm á. Nè, mình đốt vô, mình đụng vô là nó thành cho bụi rồi, đụng vô là mất tiêu à. Rất là tiện luôn. Nè, đốt ra, đụng vô là mất tiêu. Đốt, đụng vô là mất. Đó. Cái này là đối với việc mà không có khả năng bay ha. Còn có khả năng bay như mình thì có thể dễ dàng đi vô trong nè. Ui, nhưng mà mình đã rất là nhiều lần khám phá ở cái tòa tháp kết thúc này. Và con boss cuối cùng là một cái con mà giống như là nó khinh mình á. Nó không thèm cho mình boss xịn. Coi lần này nó update lại chưa. Lần này trên tòa tháp đã bắt đầu có quái rồi nè. Con này là Harbinger Cup. Wow, nó khá là hiền lành luôn. Mình đánh nó mà nó không có thèm đánh mình. Để mình vô trong coi con boss lần này là boss gì nha. Đừng nói là cái thành. Ủa, cái này không cho đập luôn hả? Bây giờ khó hơn rồi. Bây giờ nó còn không cho mình đập cơ. Làm sao chui vô đó ta? Final boss here. You win. Thôi, nói chung thì mình chịu á. Ồ, cái cửa này bây giờ có cửa đâu, nhìn xịn dữ trời. Xịn như vậy, có đồ không? Ui, đây có cánh cổng nữa nè. Ui, có pháp sư.
Cánh cổng này bên trong nó chẳng có gì hết á. Nè 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 nè. Theo như kiến thức mình biết thì nếu mà ở phía trên kia không có gì thay đổi là sẽ là những cái con Kobo này ha. Nhưng mà Kobo phiên bản cả đống máu chứ không phải Kobo có mấy giọt máu như con này đâu. Thôi mình hỏi thăm sức khỏe mấy con này đến đây thôi. Tại vì hôm nay mình cà khịa từ con nhỏ tới con bự, đủ loại con rồi, mình không muốn cà khịa nữa đâu. Cà khịa nhiều là nghiệp, nghiệp tụ dành kiếm đấy, không đùa đâu. Về thôi, đủ vui rồi. Về nhà thì công việc đầu tiên của mình là trồng cái đậu thần gần nhà chứ. Để mình coi coi trồng góc nào là view đẹp nhất ta. Trước cửa luôn. Nhà mình ha, có đúng cái đậu thần mình đặt trước cửa cho người ta biết chứ. Đây, bùm. Ui dạ, ui xời ơi. Ủa mình trồng đậu thần, cái đậu thần còn rớt ra trái, trái nữa nè. Đã gì. Ủa cái này ví dụ, mình trồng lên cao, mình trồng thêm trên cao nữa, nó lại cao thêm. Có khi nào nó đụng tới ha, cái nóc luôn không ta? Ủa mà trong Minecraft biết là có trồng vượt qua tầng 256 nữa. Nhưng mà nhìn sơ qua là cây đậu thần nó xoắn lên tí trên cao nhìn khá là đẹp á. Nổi bật cái nhà mình luôn. Đây giống như là cái cây để làm dấu cái nhà của mình đó. Nhìn từ xa thấy cây đậu thần là biết tới nhà mình rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Và bây giờ mình còn phải treo những cái trophy sau cái buổi cà khịa ngày hôm nay nữa. Vậy là mình đã có gần như là đủ rồi, chỉ thiếu mỗi trophy của thần cừu thôi. Tại vì mình tìm không ra đó. Mình đã có được tính luôn trophy của cái con gắn Naga luôn đi ha, là mình có được 8 cái trophy luôn. Quá dữ. Và nói chung thì trong suốt chặng khám phá vừa qua thì chúng ta trải qua rất là nhiều vùng đất nè, rất là nhiều thế giới. Nào là hai cánh cổng này, cánh cổng địa ngục nè, Twilight Forest và thế giới Abyss. Và nói chung khắc nghiệt nhất mình nghĩ là thế giới Abyss, tại vì có những con boss lên tới cả ngàn máu lận, mình rất là vất vả ha, thì mới có thể có được những cái món đồ xịn giống như vậy. Và mong rằng trong tương lai thì chúng ta lại có những cái chuyến khám phá mới, nó lại hấp dẫn hơn, giống như vậy, thú vị giống như vậy, để chúng ta cùng nhau trải nghiệm và đồng hành ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt series này. Hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.